26 La Mã, biểu tướng của tăng đồ trong đời mạt pháp. Người Thế Tục có câu: Tú tài là tội nhân của Khổng Tử, tăng sĩ là tội nhân của Phật Đà. Lời của người xưa thật rất thâm thúy. Làm mất sáu nước là do người của sáu nước, chứ chẳng phải do người nước Tần. Làm nước Tần tan rã là do thân tộc nhà Tần, chứ chẳng do thiên hạ. Diệt pháp là do tăng sĩ. Hôm nay để bày tỏ nỗi lòng quẫn khúc, tôi tự hỏi tự đáp những lời như sau. Hỏi: Hiện tại có thể sửa đổi năm tháng Phật lịch, tức không dùng mùng 8 tháng 4 là ngày làm lễ Phật đản sinh được không? Đáp: Dựng pháp của Phật Thích Ca có ba thời kỳ là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Đời chánh pháp có 1.000 năm và đời tượng pháp cũng có 1.000 năm. Mạt pháp có 10.000 năm. Đời chánh pháp và tượng pháp đã qua, hiện nay là đời mạt pháp và đã qua 982 năm. Thật ra không có mạt, vì pháp làm sao mạt được? Nếu thường được nhiều người ủng hộ thì Phật pháp trường tồn muôn năm. Sự tướng có phân biệt là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Song nếu con người chân chánh thì thời mạt pháp cũng là chánh pháp. Nếu tự sanh thối thất thì tuy là đời chánh pháp nhưng đã trở thành mạt pháp. Kinh Mạt Pháp thuyết rất nhiều biểu tướng suy di mà hiện nay đã xuất hiện: tăng cưới vợ, ni lấy chồng, sắc y cà sa biến thành màu trắng. Người bạch y, cư sĩ ngồi trên tòa, còn tỳ kheo ngồi dưới tòa. Lúc con người thọ mạng khoảng 30 tuổi thì pháp đại thừa sẽ bị diệt mất. Lúc con người thọ mạng chỉ còn 20 tuổi, pháp tiểu thừa cũng bị diệt luôn. Lúc thọ mạng của con người là 10 tuổi thì chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong đời mạt pháp, tất cả pháp của Phật thuyết ra đều bị hoại diệt, mà đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, rồi đến kinh Ban Chu Tam Muội. Ví như ông Âu Dương Cảnh Vô dùng kiến giải của mình viết trăm lời ngụy thuyết để phản đối bộ kinh Lăng Nghiêm. Tại Hồng Kông có ông pháp sư nọ bảo rằng kinh Hoa Nghiêm, Viên Giác, Pháp Hoa, Đại Thừa Khởi Tín Luận vân vân đều là ngụy giả. Đây là biểu tướng của đời mạt pháp. Đời quá khứ, Phật Ca Diếp vừa nhập diệt, chư thiên liền thu góp ba tạng thánh giáo của ngài mà kết thành Tam Tạng Kinh Điển, rồi lập tháp cúng dường. Trong đời Đường, chư thiên xuống mách bảo luật sư Đạo Tuyên là thánh giáo Tam Tạng cùng kinh tượng của Phật Ca Diếp vẫn còn lưu giữ tại kho tàng thánh tích ở núi Trung Nam, tức Nam Cao Tứ Đại. Hiện tại có 13 vị Bồ Tát hàng Viên Giác đang thủ hộ trong đó. Ngày nay vào mỗi tháng chạp, dân chúng địa phương thường nghe tiếng chuông khánh vang dội trên hư không. Lúc trước Liên hội Phật giáo Trung Quốc vừa được thành lập, trong những lần luận nghị có người bảo Phật pháp đã diệt tận. Thật ra đó là người Phật tử tự diệt. Chính phủ không màng Phật tử đã diệt hay không, chỉ phái người đến làm chủ tòa các buổi thảo luận. Trong những buổi thảo luận có các Phật tử phân dân rối rít bàn tán rằng trong kinh giáo có các bộ kinh hại chết rất nhiều thanh niên nam nữ như kinh Phạm Võng, Tứ Phần Luật, Bá Trượng Thanh Quy, nên phải hủy diệt thủ tiêu. Họ lại bảo rằng ba y cà sa vốn là áo quần của dân chúng đời Hán, chứ chẳng phải là tăng y. Hiện tại tăng sĩ nên cải cách chẳng cần đắp ba bộ cà sa. Nếu vẫn còn đắp mặt, tức là bảo thủ phong kiến, chống đối lại chế độ mới. Họ lại bảo rằng vì tín giáo tự do nên tăng ni có quyền tự do lập gia đình, ăn thịt uống rượu. Vừa nghe qua những lời ngược ngạo, tà tri tà kiến, tôi phản đối dữ dội, chẳng nệ hà họ là người gì. Họ lại không thừa nhận ngày Phật đản sinh là mùng 8 tháng 4. Tôi liền căn cứ theo bổn pháp nội truyền cùng những lời đối đáp giữa Pháp Sư Ma Thắng và Vua Minh Đế để cải chánh như sau. Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sanh vào mùng 8 tháng 4 thuộc năm Giáp Dần, tức nhằm đời Chu Chiêu Dương thứ 24 tại Trung Thổ. Theo sách vở đời Ngụy, Sa Môn Đàm Mô Tối bảo: Phật giáng sanh vào mùng 8 tháng 4 năm thứ 24 của triều vua Chu Chiêu Dương và nhập diệt vào ngày 15 tháng 2 năm thứ 52 của triều vua Mục Dương. Năm tháng Phật đản sanh và nhập niết bàn, hầu hết các triều đại quân chủ đều tuân phụng như nhau mà không sửa đổi. Đời vua Chu Chiêu Dương năm Giáp Dần,
cách ngày nay 1952, khoảng 2982 năm. Hiện tại họ muốn sửa thành 2502 năm. Ông Khổng Tử vốn sanh sau Phật, nhưng họ lại muốn sắp đặt ngày sanh của Khổng Tử trước Phật. Trong buổi hội nghị đó, tôi cùng họ tranh luận về giới luật, niên hiệu, tăng y và bảo rằng không thể hủy hoại. Hai tôn giả Mã Thắng và Trúc Pháp Lăng đem giáo lý của Phật Đà từ Thiên Trúc sang Trung Thổ. Khi đó, Phật vừa mới diệt độ. Đương thời, phía đông chùa Bạch Mã có ánh sáng lạ kỳ chiếu vào ban đêm. Tôn giả Mã Thắng bảo rằng, xưa kia Vua A Dục đã từng sai người mang xá lợi của Phật đặt để nơi đó. Nghe điều này, Vua Minh Đế liền sai người dựng tháp cúng dường. Bấy giờ tăng sĩ cùng đạo sĩ thi thiết pháp thuật. Tôn giả Mã Thắng hiện thần thông biến hóa quảng đại, phi thân trên không trung. Ngài Trúc Pháp Lan xuất đại pháp âm tuyên dương Phật pháp. Thần thông trí huệ diệu dụng của hai tôn giả dầu kể suốt bao năm tháng cũng không thể hết. Chư cao tăng sau này như ngài Kuma La Thập, Quyền Trang, Đạo Tuyên, vân vân, tuy thuyết pháp bao ngôn từ mà không bao giờ xác quyết sửa đổi cải biến ngày Phật đản sinh. Vào năm Dân Quốc thứ hai, cư sĩ Chương Thái Đàm cùng các vị khác chiêu tập khai mở đại pháp hội vô giá tại chùa Pháp Nguyên, Bắc Kinh. Trong lần đó, họ cũng thảo luận về ngày Phật đản sinh và đồng nghị quyết rằng mồng 8 tháng 4 là ngày Phật đản sinh. Hiện tại, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều dùng dương lịch. Song chính phủ cũng chưa bảo rằng Phật giáo đồ nên sửa đổi từ âm lịch sang dương lịch. Tôi chủ trương là chúng ta phải ứng dụng theo Phật lịch, vậy có được hay không? Đó là tôn kính giới luật và giáo pháp của bậc cổ nhân mà không thể sửa đổi. Họ lại ương ngạnh bảo rằng mồng 8 tháng 2, mồng 8 tháng 4, ngày 15 tháng 2 vốn là ngày kỷ niệm tổ tiên. Họ muốn đổi ngày Phật đản sinh từ mồng 8 tháng 4 qua rằm tháng 4. Kinh Phạm Võng thuộc thời Hoa Nghiêm và Tứ Phần Luật thuộc thời A Hàm, họ đều muốn hủy bỏ. Thanh quy của Tổ Bá Trường từ đời Đường cho đến ngày nay thiên hạ đều phụng hành mà họ lại muốn sửa đổi. Tăng y Cà Sa từ đời Hán đến nay họ cũng muốn cải đổi. Quý vị xem coi, có phải là đời mạt pháp không? Vì vậy tôi phải tranh luận với họ mà bảo rằng nếu các ông muốn cải đổi thì phải tự cải đổi chính mình. Phật Đà vốn là người Ấn Độ ở Ấn Độ. Một năm chia làm ba quý, mỗi quý là bốn tháng. Nước Tàu mỗi năm chia làm bốn quý, mỗi quý chia làm ba tháng. Nước Tàu có phân hiệu niên giáp mà nước Ấn Độ lại không có. Vì vậy, chế nên hàm đồ thay triều đổi niên đại không rõ ràng. Ngài Quyền Trang ở Ấn Độ 18 năm mà chưa từng xác định niên đại. Trải qua hơn 2.000 năm, người xưa thường cử hành lễ Phật đản vào mồng 8 tháng 4. Nếu sửa đổi thì rất bất tiện. Chúng ta là ai mà lại dám tự sửa đổi? Tôi bàn với Lý Nhậm Triêu là những Phật tử xấu xa này muốn cải đổi giáo chế của Phật Đà. Nếu chính phủ không tự chủ, dung túng với kẻ này, tạo những việc sằng bậy thì Phật tử quốc tế sẽ sanh tâm hồ nghi. Đối với những kẻ manh tâm sằng bậy cải đổi quy chế giới luật Phật giáo, Lý Nhậm Triêu cùng các người khác khuyên tôi hãy nên nhẫn nhục với họ. Chánh phủ thấy việc tranh cãi lộn xộn liền hỏi han về lý do muốn sửa đổi giới luật quy chế Phật giáo. Có người bảo rằng tăng ni phải nên mặc y hoài sắc. Chánh phủ hỏi rằng y hoài sắc là như thế nào. Năng pháp sư đáp rằng ca sa vốn là y hoài sắc, còn những y phục khác thì không phải. Mọi người nghe lời phân trần rõ ràng này, quyết định giữ lại y ca sa hoài sắc, hủy bỏ ý kiến của những kẻ muốn cải đổi tăng bạc. Tôi bảo rằng lời nói của năng pháp sư là không sai. Tiếng Phạn gọi là ca sa, tiếng Tàu gọi là y hoài sắc. Y ca sa có ba loại là y năm điều, y bảy điều và đại y. Lại có một khỏa y và một cái quần. Chư tăng Ấn Độ dùng ba y và một cái quần, tức là y khố chúng ta đang mặc ở nước Tạp. Những y ca sa và quần này luôn luôn mặc trên thân, ngủ cũng mặc mà chết cũng không rời. Tại Ấn Độ khí hậu nóng nực nên chỉ cần có ba y ca sa là đủ. Tại Tàu khí hậu lạnh lẽo nên trong mình còn phải mặc thêm y phục thế tục, nhưng không được mặc y phục có nhiều màu sắc rực rỡ mà phải nhuộm thành y hoài sắc. Nếu đi ra ngoài làm việc Phật sự thì phải đắp y ca sa. Y ca sa không thường đắp nên khiến người nhìn khởi tâm tôn kính.
Các triều đại như Tống, Kim, Nguyên đều sửa đổi y phục khác với đời Hán. Tăng nhân đến hôm nay vẫn chưa từng sửa đổi, tức dùng y ca sa đời Hán làm tăng y. Đó gọi là đại y ca sa, cũng là y ngoại sắc. Nếu cho rằng mặc loại y ca sa này khiến đi đứng bị hạn chế thì không nên cải đổi. Nếu cải đổi tăng y thì ranh giới giữa tăng nhân kẻ tục khó phân định. Nghe những lời tôi phân trần, chánh phủ đồng ý tán trợ và lại bảo rằng Phật luật tổ quy không thể sửa đổi mà phải giữ gìn bảo hộ. Sau đó chính phủ gọi tôi vào kinh đô tiếp đãi các tân hữu Phật giáo quốc tế. Tạm cáo kết cuộc, quý vị thấy không, có phải là tăng sĩ tự hủy hoại Phật pháp chăng? Lão già hư dân này vô lực khuôn phò Phật pháp, ngưỡng vọng đoàn thể tăng già chánh tri kiến, đồng tránh khỏi những phong ba bão táp thì Phật pháp mới không bị hủy diệt.